Hi, chào buổi sáng tất cả mọi người, mình là Ly. Chào mọi người đã đến với kênh anh Ly BTR. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ mọi người cách làm muối Hồng Kông tại nhà ha. Đó, muối Hồng Kông mà thường các bạn đi ăn ở ngoài tiệm mà thấy tôm rang muối Hồng Kông rồi sụm gà, cánh gà, đồ rang muối Hồng Kông rồi đó. Thì đây, và mình chia sẻ với các bạn này là công thức ở nhà. Còn bản bị nè, bây giờ là trà bông nè, trà bông. Đây là trà bông ha, thì các bạn mua ngoài chợ thì mình sẽ sử dụng một nhúm này thôi nè. Đó, một nhúm này là đủ rồi nè. Đó, tôm khô cũng vậy. Đây là tôm khô nè, tôm khô thì mình cũng sử dụng một nhúm thôi. Đó, một nhúm này là vừa rồi nè. Đó, mỗi thứ một nhúm tại mình chia sẻ theo phần ở nhà. Rồi bây giờ là mình sẽ cho tôm khô với trà bông vào trong cái chén đi ha, để mình dễ nói chuyện nè. Đó, rồi sau đó là ngũ vị hương. Ở đây là ngũ vị hương nè. Thì ngũ vị hương thì các bạn cho một tí xíu thôi nha. Đây nè các bạn, một tí xíu này thôi, các bạn đừng cho nhiều quá thì nó sẽ hăng cái mùi. Ngũ vị cũng nồng mùi, nặng mùi lắm. Ngũ vị hương cho ít thì nó thơm, chứ cho nhiều quá thì nó sẽ bị nặng mùi. Đó, sau đó là cái ớt khô. Đây nè các bạn, ớt này là ớt khô nè, người ta đã sấy khô rồi và ta đã xay ra như vậy. Thì các bạn sử dụng ớt này thì nó sẽ tăng thêm cái màu và cái độ cay của món. À, món này là phải cay nha các bạn. Đó. Đây thì mình sẽ cho cỡ 1/3 muỗng. Còn bạn nào thích ăn cay có thể là để 1/2 muỗng cũng được. À, rồi thì trong đây thì như là trà bông thì nó có cái vị ngọt ngọt mặn nhẹ. Tôm khô thì nó cũng có cái vị mặn nhẹ luôn. Thì bây giờ là cái này là mình sẽ không có nêm đường. Bây giờ là mình sẽ đi cờ no với một tí xíu bột ngọt nha các bạn. Đây nè các bạn, bột ngọt thì mình chỉ đi một đầu muỗng thôi nè. À, còn đây là hạt nêm hay còn gọi là cờ no thì mình cũng đi một đầu muỗng luôn để nó tăng thêm cái vị mặn. Rồi thì như thế này là nó đã xong rồi đó. Rồi bây giờ chắc bào các bạn sẽ chuẩn bị cái cối xay sinh tố nha. Cối xay sinh tố thì các bạn sẽ sử dụng là cái cối này để xay tiêu nè. Chứ các bạn mà bỏ trong cái cối bự đi xay là không được nha. Ở trong đây là cái muối Hồng Kông mình xay á, nó còn dính lại nè. Bây giờ là mình sẽ xay tiếp ha. Nhớ nha các bạn, dùng cái cối này mới xay được nha. Thì các bạn cho hết vào. Ok. Thì tất cả hết cái này rồi thì các bạn dạng nắp lại. Rồi khi mà xay xong bây giờ mình sẽ đổ ra chén ha. Thì nó sẽ vụn vụn như thế này nè các bạn. Đó, thì như thế này thì nó sẽ bám vô cái đồ ăn của mình ha. Đó, các bạn xay như vậy nè là được rồi nè. Đó. Thì bây giờ là mình sẽ chuẩn bị sụm gà nè. Đây là sụm gà nè các bạn. Cái sụm gà này có là nó nằm ở cái lòng bàn chân của con gà các bạn, nó nằm ở chính giữa. Như chẳng hạn như cái bàn chân con gà thì cái sụm gà nó nằm ở chính giữa đó, thì người ta sẽ lấy ra, người ta sẽ lấy ra cái này. Loại này nè thì ăn nó rất là giòn ha các bạn. Thì đó, sụm gà ở đây thì đây là 150g sụm gà nè. Và ở đây là cái lai ghim mình chuẩn bị. Cái lai ghim mình chuẩn bị đó chính là hành tây nè. Hành tây thì mình sẽ sát hạt lựu nhỏ nhỏ vậy. Ớt chuông đỏ cũng sát hạt lựu. Rồi ớt chuông xanh nè, ớt chuông đỏ nè, sát hạt lựu nè. Ớt chuông xanh cũng hết sát hạt lựu luôn ha. Nó cũng tương đương với cái sụm gà đó các bạn. Đó, thì cái này là cái lai ghim mình đi kèm thôi. Thì bây giờ là mình sẽ chia sẻ các bạn cái cách ướp chân gà nha. Ở đây thì mình có cái trứng nè, trứng gà nè. Thì mình sẽ cho một ít vào, một ít trứng gà vào. Và sau đó thì các bạn dặn cho mình là một tí xíu hạt nêm nè, một tí xíu bột ngọt nè. Rồi bây giờ thì mình sẽ trộn đều lên ha các bạn. Mình trộn để cho nó cái gia vị đồ á, nó được đều hết cái mấy cái sụm gà với cái lòng trắng, lòng đỏ trứng nè. Cho trứng đồ nó đều hết, nó bám đều hết cái sụm gà. Thì khi mà nó bám đều hết thì các bạn lăn bột, thì bột nó mới dính nhiều nha. Món này là chúng ta sẽ lăn bột và lăn ở bột khô như thế này. Bột này là bột giòn này các bạn nhớ mua bột giòn ha. Đó. Thì sau khi mà bắt đầu xong nè, các bạn sẽ cho hết vào nè. Ok, và bây giờ mình sẽ dùng bằng tay không nha các bạn, tay trần nha. Tại cái này nó dính bột trên dưới lại cái lòng trắng trứng á, mình không thể dùng bao tay được, dùng bao tay là nó dính hết vô cái bao tay. Đó, thì các bạn lăn áo như thế này thì bột nó sẽ áo hết ở bên ngoài cái sụm gà các bạn. Đó, như vậy nè, thì mình chiên cái sụm gà lên thì nó mới vàng, giòn và nó ngon ha. Đó, món này thì các bạn phải lăn qua bột nha. Còn khách mà không muốn ăn lăn qua bột thì khỏi lăn. Rồi khi mà cái chảo dầu nóng á, thì các bạn cho sụm gà vào chiên nha các bạn.
thì các bạn chiên sụm gà này để cho cái sụm các bạn nhìn thấy á, nó vàng hết đều sụm là được rồi, các bạn vớt ra. Thì sau khi cái sụm gà mình đã vàng rồi đó các bạn, thì mình sẽ vớt, tắt lửa mình vớt ra nha các bạn. Các bạn để ráo dầu ha, để cho nó ráo dầu, bắt đầu chúng ta sẽ bắt đầu là xóc qua muối. Rồi khi mà các bạn xóc qua muối thì các bạn để cho cái chảo khô nha các bạn ha, để cho chảo khô rồi xong sau đó các bạn nhích một ít dầu vô. Chỉ cần một tí xíu dầu thôi nha các bạn, chứ không có cần dầu nhiều nha. Đừng để dầu nhiều nha, dầu nhiều thì tí nữa cái món mình ra nó sẽ không có ngon. Chủ yếu cái dầu một tí xíu này để mình xào, để cho cái những cái lá kim này nó chín nè các bạn, nó không có bị sống. Nhiều hồi ngày xưa mình làm là mình không để dầu luôn á, rang sống luôn á. Rồi giờ đó, mình sẽ tắt lửa nè. Bây giờ mình sẽ cho sụm gà vào. Thì lúc này là mình không bật lửa nha các bạn. Bây giờ là mình sẽ bỏ cái muối này vô nè. Đó, cái muối Hồng Kông vô. Thì các bạn cứ rắc đều á thôi. Mình bỏ cái chừng 2 nắm là được. Nếu mà một phần sụm gà này các bạn bỏ chừng 2 nắm muối này được nè. Đó, ok. Và đây là nó sẽ như thế này ha. Bây giờ tí mình ra mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem. Ok, và cuối cùng mình đã xong rồi nè. Đó, thì cái món này thì các bạn sẽ chấm chung với tương ớt nha. Đó, mình giờ mình sẽ ăn thử một miếng nè. Đó, nè các bạn nhìn nè. Thì cái phần sụm của nó, cái phần muối của nó bám theo nè. Các bạn đừng nghĩ rang muối mà tại sao lại không bỏ muối ha. Thì không nha các bạn, cái vị của nó kiểu nó mặn ngọt ngọt gì đó. Đó thì mình chấm như này nó sẽ ngon. Chứ các bạn mà rang muối mà các bạn cho nó mặn như muối là tiêu rồi nha, là thua rồi nha, thua những quán khác rồi nha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ ăn thử nè. Sụm gà thì gò giòn giòn nè, rất là thơm mùi tôm khô, trà bông nữa, có vị cay the the. Thì bạn nào thích ăn cay thì bỏ thêm ớt nha, ớt xay hồi nãy, ớt khô mình á đó. Đó, các bạn thường ăn ngoài tiệm thì dùng, thì các bạn nhìn để ý những cái muối nó bám như thế này nè. Đó là cái công thức này và cái cách làm này nha các bạn. Sụm gà mình ăn không thôi cũng đã vừa ăn rồi. Thật sự ăn không cũng đã vừa ăn rồi, không cần nhất thiết là các bạn phải làm mà chấm đâu. Còn nếu mà bạn nào thích chấm có vị cay của tương ớt nữa thì quất thôi. Rồi đấy nha. Bây giờ cuối clip rồi, mình chúc tất cả các bạn có một ngày thật là vui vẻ và thành công trong cuộc sống nha. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người ở những clip sau. Chúc mọi người làm ăn thành công, phát đạt. Bye. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết clip của mình. Nhớ nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những clip mới hàng tuần của mình nhé.